Kính chào quý vị đã đến với chuyên mục Bản tin pháp luật truyền hình Pháp luật Việt Nam. Bản tin được phát trên truyền hình pháp luật trực tuyến tại địa chỉ www.tvpháp luật.vn. Bản tin tập trung lý giải về các vấn đề thời sự nóng trong ngày, trong tuần, trong tháng nhằm giúp khán giả trong và ngoài nước có những nhận định chính xác, đúng đắn ở góc độ thượng tôn pháp luật. Thưa quý vị, ngoài việc gửi đơn, hàng loạt người dân là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan các hợp đồng với công ty tư vấn đầu tư xây dựng Văn Ánh và công ty đầu tư và kinh doanh nhà Phúc Vinh đã trực tiếp đến tòa soạn để tố cáo ngay sau khi Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc giãn cách toàn xã hội. Theo đó, nhóm khách hàng này tố cáo phía công ty tư vấn đầu tư xây dựng Văn Ánh và công ty đầu tư và kinh doanh nhà Phúc Vinh thuộc tập đoàn PV Invest Group đã không làm đúng hợp đồng, từ chối và tìm nhiều cách để tránh né đối thoại nhằm tìm ra câu trả lời vì sao dự án kéo dài 3 năm vẫn chưa được thực hiện, dù khách hàng đã thanh toán gần đủ hết số tiền theo hợp đồng. Sau khi tiếp cận sự việc, truyền hình báo Pháp luật Việt Nam nhận thấy số lượng người dân phản ánh khá đông, nội dung đơn thư khá rõ ràng, kèm đầy đủ giấy tờ chứng từ. Trong đó có nhiều người dân đã đồng thời gửi đơn đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tố cáo. Chúng tôi quyết định chính thức mở rộng tuyến bài điều tra đặc biệt để nhằm thông tin kịp thời cho khán giả, cũng như hàng trăm khách hàng đã và đang mua bất động sản của công ty này. Đồng thời, cũng thông qua loạt bài điều tra này, Bản tin pháp luật truyền hình báo Pháp luật Việt Nam sẽ kiên quyết đi đến cùng sự việc nhằm trả lại quyền và lợi ích chính đáng của rất đông người dân đã dành dụm tiền cả đời để mong có chỗ an cư lạc nghiệp nếu quyền và lợi ích của họ bị xâm phạm. Theo tìm hiểu của truyền hình báo Pháp luật Việt Nam, khi truy cập vào trang web pvigroup.net thì PV Invest Group đề cập với những thông tin tóm tắt như sau. PV Invest Group được thành lập và phát triển với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, du lịch, định cư. Với chiến lược phù hợp và tư duy quản trị đúng đắn cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của mỗi cán bộ công nhân viên, PV Invest Group ngày càng được khẳng định vững chắc trên thị trường và không ngừng phát triển thành một công ty bất động sản uy tín tại thị trường phía Nam nói riêng và cả nước nói chung. Đến nay, PV Invest Group đã phát triển lớn mạnh với đội ngũ gần 200 nhân sự, sở hữu 8 công ty thành viên, 4 văn phòng đại diện cùng hệ thống sàn giao dịch quy mô và để lại dấu ấn đậm nét với các dự án thuộc nhiều loại hình khác nhau tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Theo thông tin tại trang web này, PV Invest Group tọa lạc tại 369 Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, có hotline 028-665-646-38. Cũng theo trang này, PV Invest Group có hai công ty là công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Văn Ánh và công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Phúc Vinh, cũng tọa lạc cùng địa chỉ 369 Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày đầu tháng 11 năm 2021, ngay khi thành phố Hồ Chí Minh kết thúc giãn cách toàn xã hội, hàng loạt người dân đã có hợp đồng mua bất động sản tại PV Invest Group, đã có đơn thư và trực tiếp đến truyền hình báo Pháp luật Việt Nam nhằm phản ánh chủ đầu tư hai dự án đã được mở bán rầm rộ và thu tiền khách hàng suốt 3 năm qua, gồm khu dân cư cao cấp Lexington Garden, khu dân cư Đức Hạnh, sau đổi tên thành dự án khu dân cư cao cấp Villa Eden, khu dân cư Đức Hạnh và khu dân cư cao cấp Phúc Long. Theo đơn tố cáo, các dự án của cùng hai chủ đầu tư là PV Invest Group với hai công ty thành viên là công ty tư vấn đầu tư xây dựng Văn Ánh và công ty đầu tư và kinh doanh nhà Phúc Vinh đã có những động thái không trung thực, có dấu hiệu né tránh, tìm nhiều lý do để không giải quyết quyền lợi được đối thoại chính đáng của khách hàng, trực tiếp kéo dài thời gian hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng suốt 3 năm qua, khiến họ vừa lo sợ bị mất tiền, vừa phải lo đối phó với rất nhiều chiêu trò 5-0 của chủ đầu tư, gồm không bàn giao bất động sản, không trả lại tiền gốc, không trả tiền phạt do chậm tiến độ, không phản hồi yêu cầu đối thoại, không có bất kỳ thông báo về thời gian hoàn thành hợp đồng, không xuất hóa đơn VAT trong suốt quá trình thu tiền toàn bộ giá trị hợp đồng. Trước hết, ở kỳ đầu tiên, Bản tin pháp luật của truyền hình Pháp luật Việt Nam xin trích phỏng vấn ý kiến của khách hàng đã gửi đơn tố cáo hai công ty thuộc PV Invest Group là công ty tư vấn đầu tư xây dựng Văn Ánh và công ty đầu tư và kinh doanh nhà Phúc Vinh ngay sau đây. Kính thưa báo truyền hình pháp luật, tôi tên là Phạm Thu Huyên. Tôi là một người đã tham gia vào cái dự án mua của cái công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Phúc Vinh. Tôi tham gia cái dự án này là bắt đầu vào cái ngày 13 tháng 1 năm 2018. Tôi có ký cái hợp đồng để mua một cái mã lô là B450. Và tiếp theo đó là cái ngày 31 tháng 1 tôi lại mua thêm một cái lô là B714 nữa. Thì theo như cái hợp đồng này tôi phải chi trả cứ 2 tháng là tôi phải trả theo hợp đồng. Thì cái hợp đồng đó là theo như cái điều 4 á, là đến quý 2 của năm 2019
sẽ phải giao nền cho tôi nếu như tôi chi trả được ít nhất là 75%. Thì tôi đã theo đúng như cái quy trình là tôi đã trả tiền rất là đầy đủ, không chậm trễ. Và tôi đã trả được 75%. Thì cái hôm đó thì lúc đó tôi đã nghe phong phanh và tôi coi trên mạng đây là nó đã bắt đầu là có dâm gian, là cái công ty này lừa đảo. Thì tôi lúc đó thì tôi cùng một số người có lên trên cái văn phòng của lúc đó là 17 Bao Vàng. Thì gặp một số người cũng là mua đất giống như tôi lên. Thì lúc đó thì có gặp ông Đức. Ông Đức lúc đó là tổng giám đốc của cái công ty đó đó. Thì ông Đức có trả lời là đó là chỉ là tin đồn vì có sự cạnh tranh rồi nó gì đó. Thì đừng có tin và khách hàng hãy cứ tiếp tục hợp tác với chúng tôi. Rồi ông mới nói là nếu như mà các anh chị không tin nữa thì bây giờ các anh chị có thể là ngưng ở đây, không đóng tiền tiếp cái số tiền còn lại. Tại lúc đó đến thời điểm đó là tôi đã đóng được 75% rồi. Cái tỷ đá cái đó là hơn 1 tỷ mấy đó. Thì tôi đã đóng như vậy thì ông mới nói là thôi thì đến ngày giao nền. Nếu như vậy thì đến ngày giao nền thì các anh chị sẽ tiếp tục đóng tiếp cái tiền đó. Tôi gọi lên thì đóng tiếp cái 95% và tôi giao nền. Nhưng mà rồi sau đó thì rất nhiều lần cứ 6 tháng thì đến cái ngày giao nền đó, thì công ty lại gửi một cái thông báo về nhà cho tôi là vì cái lý do này, lý do kia nên là dời lại cái ngày giao nền. Và tôi đã nhận cái thông báo giao nền ít nhất là cũng là 5-6 lần rồi. Sau đó thì tôi rất là mệt mỏi vì cứ phải lên như vậy và nhận rồi bên công ty đó cứ hết người này tiếp, người kia tiếp. Sau đó lại dời cái này mà chả có cho tôi một cái gì hết. Rồi khi xong rồi tôi không chịu nổi thì tôi phải lên tôi ký cái hợp đồng ký gửi là nhường bán lại, nhờ bên đó là bán lại hai cái lô đất đó cho tôi. Và tôi cũng đã ký cái hợp đồng ký gửi với bên đó cũng 5-6 lần rồi nhưng mà cũng chả có giải quyết gì á. Mà mỗi lần lên chỉ nói gì á, hứa suông xong lại cho tôi đi về. Và tôi thật sự là rất là mệt mỏi, mà thậm chí là những sau này là chặn đứng ban giám đốc đó, đó là coi như hủy kết bạn với tôi luôn. Tôi gọi điện thoại nhiều lần không trả lời và không thèm trả lời tin nhắn của tôi luôn. Và khi mà tôi muốn vô gặp á, thì mà tại vì tôi thật sự là khi mà tôi mua nói chung là tôi cũng không có am hiểu, cái lỗi là tôi không am hiểu nên là khi mua thì nhận cái phiếu thu đỏ đỏ giống như thế này là mừng rồi, chứ cũng không biết bắt người ta là phải xuất cái hóa đơn đỏ của người ta. Thật sự ra là phải có hóa đơn đỏ thì mới biết được là công ty đó thật sự là nó có mã thuế hoặc nó làm việc có đúng. Còn rằng này là chỉ có 3 cái phiếu thu này không, chưa bao giờ tôi nhận được một cái hóa đơn đỏ từ những lần mà tôi nộp tiền đó. Rồi sau đó thì khi mà tôi lên hẹn gặp á, tại vì tôi không rành về luật nên là tôi phải nhờ một luật sư đi cùng với tôi. Thì bên đó không cho vào, phải bắt, phải có ủy quyền. Thì tôi cũng có cái giấy ủy quyền rồi vô mà cũng hứa hẹn rất nhiều lần. Và không bao giờ mà tiếp chúng tôi mà nhiều người mà chỉ bắt là một người. Xong rồi nói xong rồi cho về. Giống như là một lần vừa rồi á, thì tất cả anh chị em chúng tôi là phải tập trung lên, họ cũng không tiếp. Thì cái ước muốn của tôi bây giờ thật sự là chúng tôi làm cả đời luôn, chỉ là những cái người như chúng tôi là làm cả đời, thật sự cũng không phải là mua đi bán lại để lời gì, nên cũng không biết là bên họ như thế nào. Thì chỉ mình là cái số tiền đó mình dành dụm để mình mua, như tôi là năm sau là tôi về hưu rồi, mà bây giờ như thế này á, thì không biết như thế nào mới có lấy lại được. Thì tôi kính nhờ đây là nhờ cơ quan báo pháp luật, nhờ là có cái tiếng nói giúp cho chúng tôi những cái người dân thất cổ bé họng như thế này làm sao tiếp xúc được với cái chính quyền cấp cao hơn để giải quyết được cho chúng tôi, để cho chúng tôi lấy lại được cái số tiền mà chúng tôi đã mất. Thật sự chúng tôi đã rất là mệt mỏi. Tôi là Vũ Thị Thanh Huyền, tôi ở số 454 Võ Chí Công, mà tôi đang ở Safira Khang Điền, quận 9. Tôi cũng là nạn nhân của công ty Phúc Vinh. Chúng tôi có rất nhiều bức xúc đối với công ty Phúc Vinh vì thực sự chúng tôi là người không biết, chưa tìm hiểu sâu sắc về luật pháp, cho nên chúng tôi đã mua những cái lô đất mà chưa đầy đủ pháp lý của công ty Phúc Vinh. Sau đó chúng tôi tìm hiểu và biết rằng là công ty Phúc Vinh chưa có đầy đủ cơ sở hạ tầng đã phân lô bán nền cho chúng tôi. Thứ hai là công ty Phúc Vinh chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước đã bán cho chúng tôi. Thứ ba nữa là công ty Phúc Vinh lẩn trốn trách nhiệm
khi phải đối mặt với chúng tôi để đưa cho chúng tôi câu trả lời thích đáng. Công ty Phúc Vinh không bao giờ là trả lời cho chúng tôi là bao giờ có sổ hoặc bao giờ giao liền. Và khi chúng tôi hỏi giáo diết thì có va chạm với lại bảo vệ ở trên công ty Phúc Vinh, ngăn cản chúng tôi bằng mọi cách, tức là cô lập chúng tôi từng khách hàng như là chúng tôi bị phạm tội, nhốt chúng tôi vào từng phòng một đó, và có những cái mà rất là bức xúc. Cho nên chúng tôi mới nhờ quý báo là nói và có tiếng đưa tiếng nói của chúng tôi đến những cơ quan. Tôi tên là Hoàng Thị Thanh Nga. Ngày 23 tháng 4 năm 2019, tôi có mua một cái đất nền được qua giới thiệu. Tôi có mua được cái đất nền của khu dân cư Phúc Long tại phường 4, Võ Văn Môn, thành phố Tân An. Thì trong cái hợp đồng mà ký kết với chủ đầu tư là Văn Ánh, thì đến tháng 2 năm 2020 thì sẽ giao nền. Tuy nhiên cho đến ngày mùng 2 tháng 6 thì tôi có nhận được một cái thông báo là công ty xin được phép là chậm tiến độ. Lý do là do dịch, và thứ hai nữa là do cái sự thay đổi chủ trương của nhà nước qua rà soát 149 cái dự án ở tại thành phố Tân An. Thì cái đợt đầu đó là tôi đã thấy là nó có một cái điều gì đó nó không có ổn. Tại vì theo tôi được biết thì nếu mà lý do dịch thì năm 2019 cho đến năm 2020 thì nó có từng đợt, và mỗi đợt giãn cách đó là nó chỉ có 2 tuần thôi chứ nó không có kéo dài. Cho nên tôi cảm thấy là lý do đó là lý do không có thỏa đáng. Thì tôi mới có ra liên tục ra áp lực và gọi điện lên công ty, thì hiện tại là công ty không bắt máy. Sau nhiều lần ra áp lực thì công ty có một cái buổi làm việc với tôi là vào ngày 29 tháng 4. Thì cái ngày làm việc đó thì khi lên tôi đã thấy có những cái dấu hiệu rất là lạ, tại vì công ty đã bắt đầu có những cái hình thức là cách ly tôi và không có cho chồng của tôi và luật sư của tôi lên, mà cách ly tôi với những khách hàng khác vô một cái văn phòng để mà làm việc. Thì tôi đã thấy là dấu hiệu rất là lạ, thì tôi yêu cầu là công ty là không có chấp nhận cái lý do là chậm tiến độ nữa, gia hạn lần hai thì tôi không có đồng ý, và tôi yêu cầu là phải thanh toán lại hợp đồng cho tôi, thanh lý hợp đồng và hoàn trả số tiền cho tôi. Nhưng mà nhân viên thì chỉ có đưa ra cái bản cam kết là ký gửi và hẹn lần sau để gặp giám đốc. Nhưng mà lần thứ hai tôi lên thì công ty vẫn không có cho gặp giám đốc và tiếp tục cái phương án là ký gửi. Nhưng ở cái lần này thì tôi yêu cầu công ty là sâu toàn bộ cái hồ sơ pháp lý ra cho tôi, nhưng mà công ty có sâu ra và tôi hỏi cái giấy phép xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án, thì nhân viên tên là Lê Thị Thảo Trâm có đưa cho tôi một cái giấy phép 142 của sở xây dựng và nói đó là giấy phép xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của dự án. Tuy nhiên không cho tôi chụp lại và cũng không cho tôi là nhớ cái số đó, nhưng tôi vẫn cố gắng là nhớ cái số công văn và nhớ cái chụp lại và gửi một cái công văn xuống sở xây dựng tỉnh Long An. Thì tôi bất ngờ nhận được cái phúc đáp của sở xây dựng tỉnh Long An là đó không phải là giấy phép cơ sở xây dựng kỹ thuật hạ tầng của dự án, mà nó chỉ là giấy phép xây dựng đấu nối ống cống nước. Thì lúc này tôi mới thấy là giữa công ty có sự mập mờ, dùng những cái thông tin sai sự thật để lừa dối khách hàng. Và tôi tiếp tục viết thêm một cái công văn để gửi sở xây dựng tỉnh Long An, thì tôi được phúc đáp rằng là qua rà soát thì cái dự án này nó đang còn vướng pháp lý và đang thực hiện các thủ tục về đất đai hiện tại là chưa đủ điều kiện để cấp phép xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án. Vì vậy khi này là dịch, và dịch thì không phải là lý do để chậm dự án, tại vì hiện tại nó không có giấy phép. Thì tôi mới yêu cầu ra áp lực, gọi điện lên công ty. Sau nhiều lần ra áp lực thì công ty vẫn cho tôi một cái cuộc hẹn thứ hai và cuộc hẹn thứ ba. Nhưng tất cả các cuộc hẹn đó, tôi thấy cái dấu hiệu là nó chỉ là sự chậm trễ và kéo dài cái thời gian để công ty chạy pháp lý thôi. Công ty không có những cái giải thích thỏa đáng cho tôi bởi những cái pháp lý đưa ra. Và trong cái buổi làm việc gần nhất là buổi làm việc thứ 3, ngày 5 tháng 11, thì công ty cũng nói yêu cầu là tôi phải ký gửi. Tuy nhiên tôi cũng có hỏi là tại sao dự án với hai cái giấy công văn của sở đã ghi là không có giấy phép mà vẫn bắt ký gửi. Theo như tôi được biết đó, ở điều luật 41 á, thì mình không được phép mua bán ký gửi nếu chưa có giấy phép, chưa đủ điều kiện để bán. Thì nhân viên khẳng định với tôi rằng cứ bán đi thì bên công ty sẽ giấu toàn bộ thông tin bán và khẳng định với tôi là công ty vẫn bán và cho gia hàng đều đều. Thì điều đó tôi nói là tôi không đồng ý bán, với điều kiện là khi nào
sâu được cho tôi được cái giấy phép xây dựng đủ điều kiện để bán hoặc là giấy phép xây dựng dự án thì tôi mới chấp nhận bán. Thì hiện tại nhân viên tên Minh phòng pháp lý cũng công nhận với tôi là hiện tại dự án không có giấy phép xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên nhân viên khẳng định là sẽ không có thanh lý lại hợp đồng và trả tiền cho khách hàng và bắt đầu có những cái hành động là kéo dài thời gian và trì hoãn đối với khách hàng. À, hôm nay là ngày 16 tháng 11 thì tôi có điện lên phòng đất đai của Sở Tài nguyên Môi trường và được trả lời rằng là hiện tại dự án vẫn chưa được cấp sổ hồng và đang thực hiện đền bù đất đai trên cái tổng diện tích là được xin chủ trương là 9,4 hectare. Tuy nhiên công ty chỉ mới thực hiện giải phóng đền bù mặt bằng được 5 hectare, tức là bằng khoảng 60% trong số đó và tất cả thủ tục về đất đai bên dự án vẫn chưa hoàn thành xong. Thì theo tôi được biết khi chưa hoàn thành thủ tục, các thủ tục đất đai, các chưa một cách hợp lý, chưa có giấy phép và chưa đủ điều kiện để bán thì không được, dự án không được buôn bán, mua bán, ký gửi cho những khách hàng khác hoặc là, nhưng ở đây công ty đang làm điều ngược lại, ép khách hàng phải ký gửi và tự thu hồi vốn cho mình. Sau khi tôi đã hoàn thành 95% cái nhiệm vụ của tôi trong cái hợp đồng này thì hiện tại trong qua các đợt tôi đóng tiền thì công ty vẫn chưa hề xuất cho tôi một cái hóa đơn VAT nào cả. Thì đây là một cái dấu hiệu tôi cảm thấy nó giống như là đang có dấu hiệu trốn thuế. Các vấn đề mà kết luận của ngày hôm nay tôi có gồm có rất là có một số ý như sau. Thứ nhất là các hóa đơn không có xuất hóa đơn cho tôi. Cái thứ hai nữa là công ty Văn Ánh đang dùng các thông tin sai sự thật để lừa dối khách hàng. Sự thật thứ nhất đó là đánh lập lờ trong cái vụ giấy phép 242 nó là không phải là giấy phép xây dựng cơ sở hạ tầng. Cái thứ hai nữa công ty Văn Ánh đang đổ thừa là lý do là do dịch nên chậm tiến độ, nhưng thực ra dự án không có giấy phép xây dựng nên là dù có dịch hay không có dịch thì cũng không được thi công. Cái thứ ba nữa công ty chưa có chủ quyền sổ ở trong cái mảnh đất dự án ở đường khu dân cư Phúc Long, đường Võ Văn Môn. Cái thứ tư nữa công ty cũng chưa thực hiện các thủ tục đất đai đóng thuế đất cho bên Sở Tài nguyên Môi trường. Cái thứ năm nữa là hiện tại công ty đang trốn tránh trách nhiệm và lẫn không gặp khách hàng để mà thỏa thuận. Luôn dùng những cái hình thức là trì hoãn kéo dài thời gian và không có thiện chí trong cái thương thảo cái hợp đồng và thanh lý hợp đồng cho khách hàng. Kính thưa quý vị vừa xem xong bản tin pháp luật truyền hình pháp luật Việt Nam được phát trực tuyến tại địa chỉ www.tvpháp luật.vn. Truyền hình pháp luật sẽ tiếp tục liên hệ với các bên liên quan để gửi đến quý vị và các bạn những thông tin của sự việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận hiện nay. Mọi ý kiến thắc mắc hoặc thấy mình cũng đã và đang từng có những tình huống pháp lý tương tự, hãy liên hệ với Bản tin pháp luật truyền hình pháp luật Việt Nam vui lòng gửi về Bản tin pháp luật truyền hình pháp luật Việt Nam hoặc gọi cho số điện thoại chuyên mục 090-9194-000. Ngoài ra quý vị có thể gửi thông tin về email bantinpháp luật.vietnam@gmail.com. Đồng thời quý vị khán giả có thể liên hệ trực tiếp tổ tư vấn luật Bản tin pháp luật truyền hình Báo pháp luật Việt Nam tất cả các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính. Chào quý vị đã đến với chuyên mục Bản tin pháp luật truyền hình pháp luật Việt Nam. Bản tin được phát trên truyền hình pháp luật trực tuyến tại địa chỉ www.tvpháp luật.vn. Bản tin tập trung lý giải về các vấn đề thời sự nóng trong ngày, trong tuần, trong tháng nhằm giúp khán giả trong và ngoài nước có những nhận định chính xác, đúng đắn ở góc độ thượng tôn pháp luật. Thưa quý vị, ngoài việc gửi đơn, hàng loạt người dân là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan các hợp đồng với công ty tư vấn đầu tư xây dựng Văn Ánh và công ty đầu tư và kinh doanh nhà Phúc Vinh đã trực tiếp đến tòa soạn để tố cáo ngay sau khi Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc giãn cách toàn xã hội. Theo đó, nhóm khách hàng này tố cáo phía công ty tư vấn đầu tư xây dựng Văn Ánh và công ty đầu tư và kinh doanh nhà Phúc Vinh thuộc tập đoàn PV Invest Group đã không làm đúng hợp đồng, từ chối và tìm nhiều cách để tránh né đối thoại nhằm tìm ra câu trả lời vì sao dự án kéo dài 3 năm vẫn chưa được thực hiện, dù khách hàng đã thanh toán gần đủ hết số tiền theo hợp đồng.
Sau khi tiếp cận sự việc, truyền hình báo Pháp luật Việt Nam nhận thấy số lượng người dân phản ánh khá đông, nội dung đơn thư khá rõ ràng, kèm đầy đủ giấy tờ chứng từ. Trong đó có nhiều người dân đã đồng thời gửi đơn đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tố cáo. Chúng tôi quyết định chính thức mở rộng tuyến bài điều tra đặc biệt để nhằm thông tin kịp thời cho khán giả, cũng như hàng trăm khách hàng đã và đang mua bất động sản của công ty này. Đồng thời, cũng thông qua loạt bài điều tra này, bản tin pháp luật truyền hình báo Pháp luật Việt Nam sẽ kiên quyết đi đến cùng sự việc nhằm trả lại quyền và lợi ích chính đáng của rất đông người dân đã dành dụm tiền cả đời để mong có chỗ an cư lạc nghiệp nếu quyền và lợi ích của họ bị xâm phạm. Theo tìm hiểu của truyền hình báo Pháp luật Việt Nam, khi truy cập vào trang web pvigroup.net thì PV Invest Group đề cập với những thông tin tóm tắt như sau. PV Invest Group được thành lập và phát triển với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, du lịch, định cư. Với chiến lược phù hợp và tư duy quản trị đúng đắn cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của mỗi cán bộ công nhân viên, PV Invest Group ngày càng được khẳng định vững chắc trên thị trường và không ngừng phát triển thành một công ty bất động sản uy tín tại thị trường phía Nam nói riêng và cả nước nói chung. Đến nay, PV Invest Group đã phát triển lớn mạnh với đội ngũ gần 200 nhân sự, sở hữu 8 công ty thành viên, 4 văn phòng đại diện cùng hệ thống sàn giao dịch quy mô và để lại dấu ấn đậm nét với các dự án thuộc nhiều loại hình khác nhau tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Theo thông tin tại trang web này, PV Invest Group tọa lạc tại 369 Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, có hotline 028-665-64638. Cũng theo trang này, PV Invest Group có hai công ty là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Văn Ánh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Phúc Vinh, cũng tọa lạc cùng địa chỉ 369 Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày đầu tháng 11 năm 2021, ngay khi thành phố Hồ Chí Minh kết thúc giãn cách toàn xã hội, hàng loạt người dân đã có hợp đồng mua bất động sản tại PV Invest Group, đã có đơn thư và trực tiếp đến truyền hình báo Pháp luật Việt Nam nhằm phản ánh chủ đầu tư hai dự án đã được mở bán rầm rộ và thu tiền khách hàng suốt 3 năm qua, gồm khu dân cư cao cấp Lexington Garden, khu dân cư Đức Hạnh, sau đổi tên thành dự án khu dân cư cao cấp Villa Eden, khu dân cư Đức Hạnh và khu dân cư cao cấp Phúc Long. Theo đơn tố cáo, các dự án của cùng hai chủ đầu tư là PV Invest Group với hai công ty thành viên là Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Văn Ánh và Công ty Đầu tư và Kinh doanh Nhà Phúc Vinh đã có những động thái không trung thực, có dấu hiệu né tránh, tìm nhiều lý do để không giải quyết quyền lợi được đối thoại chính đáng của khách hàng, trực tiếp kéo dài thời gian hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng suốt 3 năm qua, khiến họ vừa lo sợ bị mất tiền, vừa phải lo đối phó với rất nhiều chiêu trò 5-0 của chủ đầu tư, gồm không bàn giao bất động sản, không trả lại tiền gốc, không trả tiền phạt do chậm tiến độ, không phản hồi yêu cầu đối thoại, không có bất kỳ thông báo về thời gian hoàn thành hợp đồng, không xuất hóa đơn VAT trong suốt quá trình thu tiền toàn bộ giá trị hợp đồng. Trước hết, ở kỳ đầu tiên, bản tin pháp luật của truyền hình Pháp luật Việt Nam xin trích phỏng vấn ý kiến của khách hàng đã gửi đơn tố cáo hai công ty thuộc PV Invest Group là Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Văn Ánh và Công ty Đầu tư và Kinh doanh Nhà Phúc Vinh ngay sau đây. Kính thưa báo truyền hình pháp luật, tôi tên là Phạm Thu Huyên. Tôi là một người đã tham gia vào cái dự án mua của cái công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Phúc Vinh. Tôi tham gia cái dự án này là bắt đầu vào cái ngày 13 tháng 1 năm 2018. Tôi có ký cái hợp đồng để mua một cái mã lô là B450. Và tiếp theo đó là cái ngày 31 tháng 1 tôi lại mua thêm một cái lô là B714 nữa. Thì theo như cái hợp đồng này tôi phải chi trả cứ 2 tháng là tôi phải trả theo hợp đồng. Thì cái hợp đồng đó là theo như cái điều 4 á, là đến quý 2 của năm 2019 sẽ phải giao nền cho tôi nếu như tôi chi trả được ít nhất là 75%. Thì tôi đã theo đúng như cái quy trình là tôi đã trả tiền rất là đầy đủ, không chậm trễ. Và tôi đã trả được 75%, thì cái hôm đó thì lúc đó tôi đã nghe phong phanh và tôi coi trên mạng đây là nó đã bắt đầu là có dâm gian, là cái công ty này lừa đảo. Thì tôi lúc đó thì tôi cùng một số người có lên trên cái văn phòng của lúc đó là 17 Bao Vàng, thì gặp một số người cũng là mua đất giống như tôi lên. Thì lúc đó thì có gặp ông Đức. Ông Đức lúc đó là tổng giám đốc của cái công ty đó. Thì ông Đức có trả lời là đó là chỉ là tin đồn vì có sự cạnh tranh rồi đó. Gì đó thì đừng có tin và khách hàng hãy cứ tiếp tục hợp tác với chúng tôi. Rồi ông mới nói là nếu như mà các anh chị không tin nữa thì bây giờ anh chị có thể là ngưng ở đây không đóng tiền.
không đóng tiền tiếp cái số tiền còn lại. Tại lúc đó đến thời điểm đó là tôi đã đóng được 75% rồi. Cái tỷ đá cái đó là hơn 1 tỷ mấy đó. Thì tôi đã đóng như vậy thì ông mới nói là thôi thì đến ngày giao nền. Nếu như vậy thì đến ngày giao nền thì các anh chị sẽ tiếp tục đóng tiếp cái tiền đó. Tôi gọi lên thì đóng tiếp cái 95% và tôi giao nền. Nhưng mà rồi sau đó thì rất nhiều lần, cứ 6 tháng thì đến cái ngày giao nền đó, thì công ty lại gửi một cái thông báo về nhà cho tôi là vì cái lý do này, lý do kia nên là dời lại cái ngày giao nền. Và tôi đã nhận cái thông báo giao nền ít nhất là cũng là 5-6 lần rồi. Sau đó thì tôi rất là mệt mỏi vì cứ phải lên như vậy và nhận rồi bên công ty đó cứ hết người này tiếp, người kia tiếp, sau đó lại dời cái này mà chả có cho tôi một cái gì hết. Rồi khi xong rồi tôi không chịu nổi thì tôi phải lên tôi ký cái hợp đồng ký gửi là nhường bán lại, nhờ bên đó là bán lại cái hai cái lô đất đó cho tôi. Và tôi cũng đã ký cái hợp đồng ký gửi với bên đó cũng 5-6 lần rồi nhưng mà cũng chả có giải quyết gì á, mà mỗi lần lên chỉ nói gì á, hứa suông xong lại cho tôi đi về. Và tôi thật sự là rất là mệt mỏi, mà thậm chí là những sau này là chặn đứng ban giám đốc đó, đó là coi như hủy kết bạn với tôi luôn. Tôi gọi điện thoại nhiều lần không trả lời và không thèm trả lời tin nhắn của tôi luôn. Và khi mà tôi muốn vô gặp á, thì mà tại vì tôi thật sự là khi mà tôi mua, nói chung là tôi cũng không có am hiểu, cái lỗi là tôi không am hiểu, nên là khi mua thì nhận cái phiếu thu đỏ đỏ giống như thế này là mừng rồi, chứ cũng không biết bắt người ta là phải xuất cái hóa đơn đỏ của người ta. Thật sự ra là phải có hóa đơn đỏ thì mới biết được là công ty đó thật sự là nó có mã thuế hoặc nó làm việc có đúng. Còn rằng này là chỉ có 3 cái phiếu thu này không, chưa bao giờ tôi nhận được một cái hóa đơn đỏ từ những lần mà tôi nộp tiền đó. Rồi sau đó thì khi mà tôi lên hẹn gặp á, tự vì tôi không rành về luật nên là tôi phải nhờ một luật sư đi cùng với tôi, thì bên đó không cho vào, phải bắt phải có ủy quyền, thì tôi cũng có cái giấy ủy quyền rồi vô, mà cũng hứa hẹn rất nhiều lần và không bao giờ mà tiếp chúng tôi, mà nhiều người mà chỉ bắt là một người, xong rồi nói xong rồi cho về. Giống như là một lần vừa rồi đó, thì tất cả anh chị em chúng tôi là phải tập trung lên, họ cũng không tiếp. Thì cái ước muốn của tôi bây giờ thật sự là chúng tôi làm cả đời luôn, chỉ có là không, chỉ là những cái người như chúng tôi là làm cả đời, thật sự cũng không phải là mua đi bán lại để lời gì, nên cũng không biết là bên họ như thế nào. Thì chỉ mình là cái số tiền đó mình dành dụng để mình mua, như tôi là năm sau là tôi về hưu rồi, mà bây giờ như thế này á, thì không biết như thế nào mới có lấy lại được. Thì tôi kính nhờ đây là nhờ cơ quan báo pháp luật, nhờ là có cái tiếng nói giúp cho chúng tôi những cái người dân thấp cổ bé họng như thế này làm sao tiếp xúc được với cái chính quyền cấp cao hơn để giải quyết được cho chúng tôi, để cho chúng tôi lấy lại được cái số tiền mà chúng tôi đã mất. Thật sự chúng tôi đã rất là mệt mỏi. Tôi là Vũ Thị Thanh Huyền, tôi ở số 454 Võ Chí Công, mà tôi đang ở Safira Khang Điền, quận 9. Tôi cũng là nạn nhân của công ty Phúc Vinh. Chúng tôi có rất nhiều bức xúc đối với công ty Phúc Vinh vì thực sự chúng tôi là người không biết, chưa tìm hiểu sâu sắc về luật pháp, cho nên chúng tôi đã mua những cái lô đất mà chưa đầy đủ pháp lý của công ty Phúc Vinh. Sau đó chúng tôi tìm hiểu và biết rằng là công ty Phúc Vinh chưa có đầy đủ cơ sở hạ tầng đã phân lô bán nền cho chúng tôi. Thứ hai là công ty Phúc Vinh chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước đã bán cho chúng tôi. Thứ ba nữa là công ty Phúc Vinh lẩn trốn trách nhiệm khi phải đối mặt với chúng tôi để đưa cho chúng tôi câu trả lời thích đáng. Công ty Phúc Vinh không bao giờ là trả lời cho chúng tôi là bao giờ có sổ hoặc bao giờ giao nền. Và khi chúng tôi hỏi giáo diết thì có va chạm với lại bảo vệ ở trên công ty Phúc Vinh, ngăn cản chúng tôi bằng mọi cách, tức là cô lập chúng tôi từng khách hàng như là chúng tôi bị phạm tội, nhốt chúng tôi vào từng phòng một đó. Và có những cái mà rất là bức xúc, cho nên chúng tôi mới nhờ quý báo là nói và có tiếng đưa tiếng nói của chúng tôi đến những cơ quan. Tôi tên là Hoàng Thị Thanh Nga. Ngày 23 tháng 4 năm 2019, tôi có mua một cái đất nền được qua giới thiệu. Tôi có mua được cái đất nền của khu dân cư Phúc Long tại phường 4, Võ Văn Môn,
thành phố Tân An. Thì trong cái hợp đồng mà ký kết với chủ đầu tư là Văn Ánh thì đến tháng 2 năm 2020 thì sẽ giao nền. Tuy nhiên cho đến ngày mùng 2 tháng 6 thì tôi có nhận được một cái thông báo là công ty xin được phép là chậm tiến độ. Lý do là do dịch và thứ hai nữa là do cái sự thay đổi chủ trương của nhà nước qua rà soát 149 cái dự án ở tại thành phố Tân An. Thì cái đợt đầu á là tôi đã thấy là nó có một cái điều gì đó nó không có ổn. Tại vì theo tôi được biết thì nếu mà lý do dịch thì năm 2019 cho đến năm 2020 thì nó có từng đợt và mỗi đợt giãn cách đó là nó chỉ có 2 tuần thôi chứ nó không có kéo dài. Cho nên tôi cảm thấy là lý do đó là lý do không có thỏa đáng. Thì tôi mới có ra liên tục ra áp lực và gọi điện lên công ty thì hiện tại là công ty không bắt máy. Sau nhiều lần ra áp lực thì công ty có một cái buổi làm việc với tôi là vào ngày 29 tháng 4. Thì cái ngày làm việc đó thì khi lên tôi đã thấy có những cái dấu hiệu rất là lạ, tại vì công ty đã bắt đầu có những cái hình thức là cách ly tôi và không có cho chồng của tôi và luật sư của tôi lên, mà cách ly tôi với những khách hàng khác vô một cái văn phòng để mà làm việc. Thì tôi đã thấy là dấu hiệu rất là lạ, thì tôi yêu cầu là công ty là không có chấp nhận cái lý do là chậm tiến độ nữa, gia hạn lần hai thì tôi không có đồng ý, và tôi yêu cầu là phải thanh toán lại hợp đồng cho tôi, thanh toán lại thanh lý hợp đồng và hoàn trả số tiền cho tôi. Nhưng mà nhân viên thì chỉ có đưa ra cái bản cam kết là ký gửi và hẹn lần sau để gặp giám đốc. Nhưng mà lần thứ hai tôi lên thì công ty vẫn không có cho gặp giám đốc và tiếp tục cái phương án là ký gửi. Nhưng ở cái lần này thì tôi yêu cầu công ty là sâu toàn bộ cái hồ sơ pháp lý ra cho tôi, nhưng mà công ty có sâu ra và tôi hỏi cái giấy phép xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án, thì nhân viên tên là Lê Thị Thảo Trâm có đưa cho tôi một cái giấy phép 142 của sở xây dựng và nói đó là giấy phép xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của dự án. Tuy nhiên không cho tôi chụp lại và cũng không cho tôi là nhớ cái số đó, nhưng tôi vẫn cố gắng là nhớ cái số công văn và nhớ cái chụp lại và gửi một cái công văn xuống sở xây dựng tỉnh Long An. Thì tôi bất ngờ nhận được cái phúc đáp của sở xây dựng tỉnh Long An là đó không phải là giấy phép cơ sở xây dựng kỹ thuật hạ tầng của dự án, mà nó chỉ là giấy phép xây dựng đấu nối ống cống nước. Thì lúc này tôi mới thấy là giữa công ty có sự mập mờ, dùng những cái thông tin sai sự thật để lừa dối khách hàng. Và tôi tiếp tục viết thêm một cái công văn để gửi sở xây dựng tỉnh Long An, thì tôi được phúc đáp rằng là qua rà soát thì cái dự án này nó đang còn vướng pháp lý và đang thực hiện các thủ tục về đất đai hiện tại là chưa đủ điều kiện để cấp phép xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án. Vì vậy, khi này là dịch, và dịch thì không phải là lý do để chậm dự án, tại vì hiện tại nó không có giấy phép. Thì tôi mới yêu cầu ra áp lực gọi điện lên công ty, sau nhiều lần ra áp lực thì công ty vẫn cho tôi một cái cuộc hẹn thứ hai và cuộc hẹn thứ ba. Nhưng tất cả các cuộc hẹn đó, tôi thấy cái dấu hiệu là nó chỉ là sự chậm trễ và kéo dài cái thời gian để công ty chạy pháp lý thôi. Công ty không có những cái giải thích thỏa đáng cho tôi bởi những cái pháp lý đưa ra. Và trong cái buổi làm việc gần nhất là buổi làm việc thứ 3, ngày 5 tháng 11, thì công ty cũng nói yêu cầu là tôi phải ký gửi. Tuy nhiên tôi cũng có hỏi là tại sao dự án với hai cái giấy công văn của sở đã ghi là không có giấy phép mà vẫn bắt ký gửi. Theo như tôi được biết đó, ở điều luật 41 á, thì mình không được phép mua bán ký gửi nếu chưa có giấy phép, chưa đủ điều kiện để bán. Thì nhân viên khẳng định với tôi rằng cứ bán đi thì bên công ty sẽ giấu toàn bộ thông tin bán và khẳng định với tôi là công ty vẫn bán và cho gia hàng đều đều. Thì điều đó tôi nói là tôi không đồng ý bán, với điều kiện là khi nào sâu được cho tôi được cái giấy phép xây dựng đủ điều kiện để bán hoặc là giấy phép xây dựng dự án thì tôi mới chấp nhận bán. Hiện tại nhân viên tên Minh phòng pháp lý cũng công nhận với tôi là hiện tại dự án không có giấy phép xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên nhân viên khẳng định là sẽ không có thanh lý lại hợp đồng và trả tiền cho khách hàng và bắt đầu có những cái hành động là kéo dài thời gian và trì hoãn đối với khách hàng. Hôm nay là ngày 16 tháng 11 thì tôi có điện lên phòng đất đai của Sở Tài nguyên Môi trường và được trả lời rằng là hiện tại dự án vẫn chưa được cấp sổ hồng và đang thực hiện đền bù đất đai trên cái tổng diện tích là được xin chủ trương là 9,4 hecta. Tuy nhiên công ty chỉ mới thực hiện giải phóng đền bù mặt bằng được 5 hecta, tức là bằng khoảng 60% trong số đó, và tất cả thủ tục về đất đai bên dự án vẫn chưa hoàn thành xong.
Thì theo tôi được biết, khi chưa hoàn thành thủ tục, các thủ tục đất đai, các chưa một cách hợp lý, chưa có giấy phép và chưa đủ điều kiện để bán, thì không được, dự án không được buôn bán, mua bán, ký gửi cho những khách hàng khác. Hoặc là, nhưng ở đây công ty đang làm điều ngược lại, ép khách hàng phải ký gửi và tự thu hồi vốn cho mình. Sau khi tôi đã hoàn thành 95% cái nhiệm vụ của tôi trong cái hợp đồng này, thì hiện tại trong qua các đợt tôi đóng tiền thì công ty vẫn chưa hề xuất cho tôi một cái hóa đơn VAT nào cả. Thì đây là một cái dấu hiệu tôi cảm thấy nó giống như là đang có dấu hiệu trốn thuế. Các vấn đề mà kết luận của ngày hôm nay tôi có gồm có rất là có một số ý như sau. Thứ nhất là các hóa đơn không có xuất hóa đơn cho tôi. Cái thứ hai nữa là công ty Văn Ánh đang dùng các thông tin sai sự thật để lừa dối khách hàng. Sự thật thứ nhất đó là đánh lập lờ trong cái vụ giấy phép 242, nó là không phải là giấy phép xây dựng cơ sở hạ tầng. Cái thứ hai nữa, công ty Văn Ánh đang đổ thừa là lý do là do dịch nên chậm tiến độ, nhưng thực ra dự án không có giấy phép xây dựng nên là dù có dịch hay không có dịch thì cũng không được thi công. Cái thứ ba nữa, công ty chưa có chủ quyền sổ ở trong cái mảnh đất dự án ở đường khu dân cư Phúc Long, đường Võ Văn Môn. Cái thứ tư nữa, công ty cũng chưa thực hiện các thủ tục đất đai, đóng thuế đất cho bên Sở Tài nguyên Môi trường. Cái thứ năm nữa là hiện tại công ty đang trốn tránh trách nhiệm và lẫn không gặp khách hàng để mà thỏa thuận, luôn dùng những cái hình thức là trì hoãn kéo dài thời gian và không có thiện chí trong cái thương thảo cái hợp đồng và thanh lý hợp đồng cho khách hàng. Kính thưa quý vị vừa xem xong bản tin pháp luật truyền hình pháp luật Việt Nam được phát trực tuyến tại địa chỉ www.tvpháp luật.vn. Truyền hình pháp luật sẽ tiếp tục liên hệ với các bên liên quan để gửi đến quý vị và các bạn những thông tin của sự việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận hiện nay. Mọi ý kiến thắc mắc hoặc thấy mình cũng đã và đang từng có những tình huống pháp lý tương tự, hãy liên hệ với Bản tin pháp luật truyền hình pháp luật Việt Nam, vui lòng gửi về Bản tin pháp luật truyền hình pháp luật Việt Nam hoặc gọi cho số điện thoại chuyên mục 090-9194-000. Ngoài ra quý vị có thể gửi thông tin về email bantinpháp luật.vn@gmail.com. Đồng thời quý vị khán giả có thể liên hệ trực tiếp tổ tư vấn luật Bản tin pháp luật truyền hình báo pháp luật Việt Nam tất cả các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính.